Bí Sô nên biết Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thường học các điều nên học của chúng Đại Bồ Tát. Nên trời sắc cứu cánh, thống lãnh thiên chúng, trời vô phiền, trời vô nhiệt, trời thiện hiện, trời thiện kiến, đi đến chỗ vị ấy, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, nói như thế này hay lắm đại sĩ, nên siêng năng tinh tấn học các pháp nên học của chúng đại Bồ Tát, chớ học hạnh phải học của thanh văn và các độc giác. Nếu học như vậy, thì sẽ mau an toàn tòa bồ đề màu nhiệm, chống chứng quả vị giác ngộ cao tột, chuyển pháp luân nhiệm màu độ vô lượng chúng sanh. Bí xô nên biết, vì Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên tất cả như lai ứng tránh đẳng giác và các chúng Đại Bồ Tát cùng các trời rồng, A Tố Lạc, vân vân thường theo hộ niệm. Do nhân duyên này, tất cả hiểm nạn trong thế gian, làm thân tâm sầu khổ đều chẳng xâm hại Bồ Tát ấy được. Bí sô nên biết Đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chư Phật, Bồ Tát và các trời rồng A Tố Lạc vân vân thường hộ niệm, nên các bệnh khỏi lên do các đại chủng thế gian chống trái nhau đều chẳng làm tổn hại. Đó là bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, bệnh lưỡi, bệnh thân, bệnh các chi, đau thân, đau tim, đau đầu, đau răng, đau hông, đau lưng, đau vai, đau bụng, đau các lóng đốt có 404 bệnh như thế đều vĩnh viễn không còn trong thân, chỉ trừ nghiệp nặng nhưng khi nhận chịu cũng chuyển thành nhẹ. Bí Xô nên biết đại Bồ Tát ấy như thuyết tu hành, bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên đạt được vô lượng vô biên công đức đời hiện tại đời vị lai như thế. Lúc bấy giờ, cụ Thọ A Nan thầm nghĩ thế này, Hôm nay đế thích dùng biện tài của mình khen ngợi công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, đó là nhờ sức oai thần của Như Lai. Khi ấy trời đế thích liền biết tâm niệm A Nan nên thưa với A Nan: "Tôi đã khen ngợi công đức thù thắng của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa đều là nhờ sức oai thần của Như Lai." Bấy giờ Phật bảo A Nan Đà: "Đúng vậy, đúng vậy, nay trời đế thích khen ngợi công đức hi hữu của bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đều là do thần lực của như lai chẳng phải là biện tài của mình vì sao vì công đức hy hữu của bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng phải người trời vân vân có thể biết được a nan nên biết nếu Đại Bồ Tát khi tập học bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tư duy bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, tu hành bát nhã ba la mật đa sâu xa như thế, thì thế giới tam thiên đại thiên này tất cả ác ma đều sanh nghi hoặc cùng nghĩ thế này. Đại Bồ Tát này có phải chứng thật tế thối lui thủ quả dự lưu nhất lai, bất hoàn A-la-hán quả vị độc giác hay là hướng đến quả vị giác ngộ cao tột?